again. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm bài này để chia sẻ đến các bạn sử dụng phần mềm đồ họa CorelDRAW X6 dùng để thiết kế in ấn. Thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết những cái cách blend màu trong kỹ thuật thiết kế in ấn của phần mềm CorelDRAW. Phần này là một phần cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta thực hiện thiết kế in ấn trang trí. Thì bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái chi tiết phương pháp để làm những cái thao tác sử dụng công cụ để lên màu thật là đẹp mắt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào File và các bạn chọn là New, và trong hộp thoại Create New Document thì các bạn đặt cho mình ở đây, làm theo đúng nguyên tắc đó là đặt cho mình là cái tên. Thì ở đây mình sẽ đặt cái tên cái kênh của mình luôn, mình tên là Nguyễn Trọng Hiển, thì mình đặt cái tên này luôn là Nguyễn Trọng Hiển. Mình tên là Nguyễn Trọng Hiển thì cái kênh của mình là mang tên Nguyễn Trọng Hiển luôn. Thì ở đây là chúng ta sử dụng là kết tâm, nhưng mà ở đây thì tôi sẽ là cài đặt cái thông số này lại một chút, chọn là cái size là tôi chọn là khổ giấy là A4 đi, tôi chọn khổ giấy là A4. Thì ở đây tôi chọn là centi, thì khổ giấy A4 là chiều ngang là 21 cm, chiều cao là 29.7, nghĩa là cái độ dư đó ở phía dưới đó, cái trang giấy là 0.7. thì ở đây là một trang và chúng ta sử dụng hệ màu đó là CMYK, là dùng để chuyên về trong lĩnh vực in ấn, đó là CMYK 4 màu. Và sau đó chúng ta chọn là OK. Thì cái bước thiết lập về cái khổ giấy và trang giấy là cái đầu tiên. Thì để thực hiện được công việc lên màu thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ như chúng ta muốn lên màu thì chúng ta sẽ, ví dụ như đây, tôi sẽ làm lại những cái thao tác hôm rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn một số kỹ thuật đơn giản. Thì đây tôi sẽ chọn vào cái star và tôi chọn vào đây là một cái hình ngôi sao, và sau đó tôi sẽ giữ control để mở ra bốn góc như thế này, và tiếp tục tôi vẽ ở đây thêm một cái ngôi sao nữa đó, và tôi sẽ tô màu lên cái ngôi sao này bằng cách là tôi chọn vào cái ngôi sao màu vàng đầu tiên và tôi lít chuột phải là tô màu vàng centi một như thế này nha, và cái ngôi sao này tôi chọn là màu đỏ và cái viền ở bên ngoài là màu vàng. Thì lít chuột phải, nếu bạn lít chuột trái là chọn màu ở bên trong, còn lít chuột phải là chọn màu bên ngoài. Và ở đây các bạn nhìn thấy cái màu vàng ở bên ngoài này nó còn nhỏ, cái viền nó, cái line nó còn nhỏ, thì các bạn cho lên là 1 như thế này. Thì để lên màu được, các bạn sử dụng là công cụ lên màu ở đây blend, và các bạn chọn trọng tâm ở đây, chọn trọng tâm ở đây và các bạn kéo lên ở đây, thì các bạn sẽ thực hiện được công việc là lên màu như thế này. Ở đây thì các bạn sẽ thực hiện được một công việc là lên màu. Và nếu như các bạn không có chọn cái viền thì các bạn lít vào đây, lít chuột phải thì nó sẽ mất cái viền nó đi đó. Ở đây cũng vậy, thì nó chỉ là như thế này thôi. Và các bạn để kéo ra thì các bạn giữ shift, các bạn phóng đều ra như thế này, và các bạn xoay nó để tạo được những cái hiệu ứng như thế này. Đây các bạn xoay nó thì các bạn sẽ tạo được cái hiệu ứng như thế này. Thì các bạn để ý, khi mà các bạn làm như thế này, khi mà các bạn lên màu thì ở đây là mặc định phần mềm nó cho chúng ta là 20. Nếu như chúng ta muốn tăng kích thước của cái ngôi sao này lên nữa, nhiều ngôi sao này lên nữa, ví dụ như ở đây tôi tăng lên là 35 ngôi sao nha, thì tôi gõ vào đây, tôi nhập vào đây thông số là 35 và Enter, thì lập tức 35 ngôi sao liền mạch với nhau như thế này. Đó. Các bạn có thể tạo những cái hiệu ứng bằng những công cụ lên màu này rất là đẹp. Đó. Như vậy thì ở đây là một cách để chúng ta lên màu. Và ở đây tôi sẽ cho màu và cái màu đỏ này
tôi sẽ cho màu vàng ở đây. Thì các bạn nhìn thấy là ở đây thể hiện ra rất là đẹp các bạn. Và tiếp theo tôi sẽ làm thêm một kiểu len màu nữa. Thì đầu tiên các bạn sử dụng là công cụ. Đầu tiên các bạn sử dụng là công cụ là pen tool. Các bạn vẽ ở đây một đường. Đồng thời chúng ta giữ shift, vẽ ở đây một cái đường thẳng như thế này. Và sau đó chọn vào công cụ là shaper. Và chúng ta chọn đây một điểm. Và chúng ta sẽ chọn đây một điểm. Chúng ta chọn đây. Và chúng ta sẽ uống như thế này. Làm như thế này. Ok. Và sau đó chúng ta sẽ dời xuống đây. Và đồng thời chúng ta giữ shift và lít chuột phải nhân lên một lớp như thế này. Và chúng ta sẽ thực hiện là cái lệnh blend ở đây. Thì các bạn muốn kéo từ trên xuống cũng được và từ dưới lên cũng được. Và các bạn thực hiện lệnh là blend. Thì mặc định của phần mềm CorelDRAW nó sẽ cho chúng ta là 20 line như thế này đây. Để tăng kích thước lên thì chúng ta sẽ tăng lên. Ví dụ như đây tôi sẽ cho là 35. Enter. Thì nó sẽ tăng lên. Ví dụ như tôi cho tăng lên thêm 5 nữa là 40. Thì nó sẽ có 40 cái line như thế này. Và sau đó các bạn sẽ tô màu nó. Các bạn sẽ phóng lên. Tô đây là một màu. Ví dụ nha. Ví dụ như đây tôi sẽ tô lên là màu vàng. Đó. Và ở đây. Và tôi sẽ tô lên là một cái màu đỏ. Cho các bạn dễ nhìn như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ được như thế. Và nếu như các bạn thấy như thế này. Và các bạn sẽ làm thêm một số thao tác nữa để tạo lên một cái hiệu ứng cho nó đẹp. Và các bạn sử dụng đây, các bạn quanh xoay quanh nó như thế này đây, như thế này đó. Các bạn chỉ sử dụng ở đây và các bạn xoay quanh nó, xoay quanh trục như thế này ở đây. Và các bạn xoay quanh trục nó cho nó đều. Đây là một cách để chúng ta trang trí và để thực hiện được những thao tác như thế này. Và chúng ta trang trí như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những bài tiếp theo. Và ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những kỹ thuật len màu trong Corel cơ bản. Và tiếp theo thì tôi sẽ vẽ thêm cái cách để chúng ta len như thế này. Tôi sẽ chọn là pen tool. Và tiếp tục tôi sẽ vẽ ở đây như thế này. Và đồng thời tôi sẽ chọn là shaper. Và tôi sẽ chọn vào đây. Và tôi chọn vào đây. Và tôi sẽ vẽ ở đây. Nếu như các bạn biết vận dụng vào những kỹ thuật như thế này thì các bạn sẽ trang trí cho những kỹ thuật về thiết kế cũng như trang trí về nấn là rất là đẹp mắt như thế này. Và đồng thời tôi sẽ nhân lên một lớp. Chúng ta sẽ kéo ra đây và đồng thời lít chuột phải nhân ra một lớp như thế này. Và đồng thời ta sẽ lật lại như thế này đây, đối xứng với nhau. Và chúng ta sẽ thực hiện công việc là len màu. Và chúng ta sẽ sử dụng là blend. Và chúng ta sẽ chọn từ đây, đây, len màu như thế này. Thì chúng ta sẽ được như thế này đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn những cái màu ở cái đường line ở đây. Ví dụ như ở đây tôi chọn là màu xanh, lít chuột phải vào đây thì tôi chọn màu xanh. Và ở đây tôi chọn màu đỏ thì chúng ta sẽ được như thế này. Và đồng thời chúng ta sẽ chọn ở đây và tôi sẽ cho tăng cái số lần cái đường line này lên nữa là 40 lần như thế này. Thì đây là một số cách mà chúng ta
thực hiện công việc là trang trí cho những cái thao tác để trang trí trong in ấn. Và tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là một kỹ thuật nữa, là chúng ta sẽ tạo ra những cái ảnh mà gọi là, và tiếp theo cái kỹ thuật nữa. Và tiếp theo tôi sẽ sử dụng là pen, và tôi sẽ vẽ cái đường line như thế này, enter để dứt câu lệnh đó. Và tôi sẽ cho nó xoay là góc 90 độ cho nó đứng lên. Và sau đó tôi sẽ sử dụng lại là shaper này, và tôi điều khiển ở đây như thế này. Ok, và tôi chọn lại đây, và đồng thời tôi sẽ cho nhân ra một lớp như thế này đây, và tôi lật nó lại như thế này. Và tôi sẽ sử dụng là blend để tôi blend đó, thì chúng ta sẽ được như thế này. Đây, tôi sẽ click chuột phải để tô màu đỏ, và tôi sẽ chọn ở đây là click chuột phải để tô màu vàng thế này. Và tôi sẽ tăng lên ở đây là 50, enter, thì chúng ta sẽ được như thế này đây. Còn ở đây, nếu như các bạn muốn thay đổi được những cái vị trí ở những cái line này, thì các bạn chọn vào đây, và các bạn chọn vào đây, và các bạn thay đổi đường line nó như thế này đây. Và các bạn có thể thay đổi tâm xoay của nó như thế này. Đó, là như vậy. Bạn kéo to lên. Thì bài hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng là blend và kết hợp với shaper và pen tool để tạo ra những cái hiệu ứng về màu sắc ở trong Corel. Thì bài hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy nhấn like và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, cùng học hỏi. Và nếu như các bạn thấy kênh của mình hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình. Thân ái chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.